bạn ơi, hôm nay bạn Ken là bán quá trời đồ luôn. Wow, bánh đây, bánh bim bim. Wow, bán dòng xay nữa. Wow, có bong bóng dài luôn. Wow, xin chào bạn Ken nha. Wow, bạn Ken đang lau bụi kìa. Wow, không biết có ai lại mua đồ chơi không nữa. Wow, xe lửa, xe cảnh sát. Wow, bạn Ken ơi, cái xe này nhiều quá. Xe lửa này nhiều chiếc. 2 chiếc. Là 4 chiếc. À, 4 chiếc bự luôn hả? Bao nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn một chiếc, rẻ dữ vậy ta. À, chị Tiên Cá, chị Tiên Cá. À, chào em Chibi, chuyện gì vậy em? Wow, hôm nay bạn Ken bán quá trời đồ luôn. Mình đi qua bên nhà bạn Ken, mình mua bánh ăn đi chị. Ừ, để mình đi thôi, chị cũng đang thèm bánh quá trời luôn nè. Wow, tới nơi rồi. Trời ơi, bánh quá trời luôn. À, xin chào bạn Ken nghe. Bạn Ken ơi, bán cho mình bịch bánh bim bim đi. À, à, bịch bánh này nhiêu tiền? Bịch bánh này nhiêu tiền hả bạn Ken? 20 ngàn hả? Rồi, để mình lấy tiền mình trả nha. Rồi đây, 20 ngàn đây. Rồi, bye bye bạn Ken nha, mình đi về đây. Trời ơi, bịch bánh to quá, ngon quá. Thôi mình đi về, mình xé bánh ăn đây. À, xin chào bạn Ken. Bạn Ken ơi, bán cho mình bịch bánh này đi. À, bịch bánh màu đỏ này nhiêu tiền? Wow, bịch bánh màu đỏ này tới 50 ngàn luôn hả? Ủa, bịch bánh này sao mắc chứ vậy? Bánh này 20 ngàn bán không? Ừ, không giảm giá hả? Thèm ăn bánh mà giờ kêu đi mua đồ quay. Rồi, vậy là coi đồ quay nha. Đồ quay này nhiêu tiền? Đồ quay này nhiêu tiền bạn Ken? Đồ quay này tới 50 ngàn luôn hả? Trời ơi, đồ quay gì 50 ngàn, đâu có tiền đâu mua. Có đồ quay nhỏ. À, đồ quay nhỏ hả? Thôi vậy bán cho hộp xúc xích đi. Hộp xúc xích này nhiêu tiền bạn Ken? À, bạn Ken ơi, hộp xúc xích này nhiêu tiền? 20 ngàn hả? Wow, rồi bán cho mình hộp xúc xích heo này đi. Wow, mình thích quá. Rồi mình lấy một hộp thôi. Wow, đây một hộp xúc xích heo. Wow, để mình lấy tiền mình trả cho bạn Ken nha. Ê, tiền này bạn Ken ơi. Rồi, bye bye bạn Ken, mình về nha. Rồi, bye bye. Wow, bạn Ken bán được 2 tờ tiền rồi các bạn ơi. Được 40 ngàn rồi. Wow, hộp xúc xích heo ngon quá đi à. Thôi, mình phải đi về ăn thôi. Ở dưới biển đâu có cái hộp xúc xích heo này để mà ăn. Thích quá. Ông chủ ơi, lại bán cho bịch bánh này đi. Bịch bánh này nhiêu tiền hả ông chủ? À, bịch bánh này 20 ngàn hả? Rồi, chờ chút nha ông chủ, để lấy tiền trả cho ông chủ nha. Tiền này ông chủ ơi. Rồi, trả tiền cho ông chủ đó. Rồi, đi về nha, bye bye ông chủ. Wow, bịch bánh ngon quá. Em ơi, mình đi về mình ăn bánh thôi. Rồi, tiền này bạn Ken ơi, mình trả cho bạn 60 ngàn luôn á, bo cho bạn 10 ngàn á. Rồi, bye bye bạn nha. Rồi, mình lên xe mình ngồi về đây. Wow, mình thích chiếc xe đua này quá. Pipa, 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 pipa. Ông chủ ơi, bán đồ đi. À, quá trời đồ luôn. Để xem coi mình mua cái gì đây. Ông chủ ơi, có bán cái gì vậy? Ông chủ có bán đồ quay. Wow, cái đồ quay đẹp quá. Cái này chơi làm sao ông chủ? Cầm quay hả ông chủ, bán nhiều cái? 50 ngàn hả? À, bán cho một cái đi ông chủ ơi. Ơi, để mình lấy tiền mình trả ông chủ nghe. Quay sao chủ? À, quay vậy hả? Wow, thích quá đi ông chủ ơi. Cái tay con nhỏ quay được á. À, cái tay con nhỏ quay được hả? Rồi, tay của bạn Tiên Cá cũng nhỏ, bạn Tiên Cá cũng quay được luôn á. Rồi, để lấy tiền trả cho ông chủ nha. Ông chủ ơi, cái này chơi sao ông chủ, chỉ cho nàng Tiên Cá chơi đi. À, quay vậy? Rồi bỏ dưới đất nó quay được không chủ? Không được. Bỏ dưới đất nó quay không được hả? Sao không được? Ông chủ quay thử coi. Không được, cái này chắc không được. À,
bỏ dưới đất chơi quay là nó dễ bị hư hả? Rồi vậy trả tiền cho ông chủ nè. Rồi đưa vòng xoay đi. Wow, vòng xoay đẹp quá các bạn ơi. Thôi mình đi về đây. Wow, các bạn ơi, bạn Kem bây giờ là bán quá trời tiền luôn rồi. Wow, ông chủ hôm nay thu hoạch bội thu nha, quá trời người mua đồ luôn. Còn mấy chiếc banh chưa ai mua nữa kìa. Wow, bong bóng nữa, cái đồ này đồ gì đây? Cái đồ để quay trò chơi á. À, cái đồ này để quay dưới đất phải không? Wow, đẹp quá. Thôi mà giờ thèm bánh quá, địa qua hai bên gian hàng bánh cái. Wow, bánh quá trời luôn nè. Ông chủ Ken ơi, có nhà không? Ừ, bán cho hộp màu đi ông chủ Ken ơi, nhà hết màu vẽ rồi. À, bao nhiêu tiền một hộp vậy? À, hôm nay mua một hộp được tặng một hộp hả ông chủ? Rồi, cảm ơn ông chủ nha. Rồi, để lấy tiền trả cho ông chủ nha ông chủ. Rồi, tiền này ông chủ ơi. Rồi, trả tiền nha. Rồi, máy bay ông chủ nha. Wow, bánh quá tàu luôn. Có ai bán bánh không? Bán đồ đi. À, xin chào ông chủ nha. Rồi, ông chủ ơi. Wow, bên trong có đồ chơi nữa kìa. Ông chủ ơi, cái xe buýt đó bán bao nhiêu vậy ông chủ? Xe buýt này nè. Xe buýt này bao nhiêu tiền? Xe buýt này bao nhiêu tiền vậy? 50 ngàn hả? Rồi, ông chủ ơi, bán chiếc xe buýt này đi. Wow, chiếc xe buýt này mình thích quá à. Rồi, mình phải đem về mình chạy thôi. Rồi, đâu để mình ngồi thử nha. À. Ôi, các bạn ơi, ngồi thử xe buýt thích quá đi à. Wow. Wow, ngồi chiếc xe buýt này thích quá. Ông chủ ơi, chờ mình lấy tiền trả cho bạn nha. Rồi, ông chủ ơi, trả tiền đi nè. Rồi. Mấy ba ông chủ đi về nha. Wow, chiếc xe này mình thích quá ơi, mình chạy đi thôi. Xin chào bạn Ken. À, bạn Ken ơi, bán cho mình bịch bim bim đi. Wow, mình thèm cái bánh này nè, bịch anh này nè. Wow, cái này đẹp trai quá. Ừ, bán cho mình bịch này đi, bịch này nhiêu tiền? 20 ngàn hả? Rồi, chờ để mình lấy tiền nha. Rồi, bạn Ken ơi, trả tiền cho bạn nè. Rồi, mình về nha, máy bay. Wow, đem cá về nhà thôi. Quên, đem bánh về thôi. Wow, bịch bánh ngon quá. Wow, các bạn ơi, bạn Ken bán quá trời tiền luôn rồi. Bây giờ bạn Ken cầm tiền đếm thử coi được nhiêu tiền rồi. Rớt tiền luôn rồi hả? Rồi, bạn Ken ship tiền lại qua. Wow, bạn Ken quá trời tiền luôn. Oh, wow, 20 ngàn không hả? Tiền gì mà đẹp dữ hả bạn Ken? Tiền này có xài được không? Được hả? Và các bạn ơi, bạn Ken bây giờ còn quá trời đồ luôn nha. Các bạn búp bê nào mà muốn mua đồ lại á, thì lại ủng hộ cho bạn Ken nha. Còn bong bóng chưa có ai mua hết, với cái đồ xây dưới đất nữa. Và bánh thì quá trời luôn. Ờ, còn quá trời luôn. Xe tải nữa. Thôi vậy giờ tạm biệt các bạn, nghe ngày mai rồi mình bán đồ tiếp. Rồi, bye bye các bạn. Bạn Ken ơi, ba nghe ở ngoài kia em bé khóc quá trời kìa. Bây giờ ba và con đi tìm em bé nha. Rồi, đi thôi. Cái gì đó? Đâu có con gì đó? Wow, một em bé tiên cá. Rồi, con nhặt đi, lẹ lên. Để lên, trời mưa rồi em bé khóc đó. Em bé tiền cá khóc luôn. Rồi còn đâu nữa không? Đâu, ba tiếng nghe em bé ở bên kia kìa. Em bé đâu rồi? Con đi tìm thử coi. À, trời mưa lớn quá. Lẹ lên. Chứ để em bé bị ướt mưa, em bé bệnh á. Wow, có hai bạn em bé chibi nè. Wow, một em bé chibi đỏ và một em bé chibi xanh. Rồi con nhặt lẹ lên đi. Wow, nhặt vô. Wow, em bé khóc ở đâu nữa vậy? Wow, ở đâu vậy? Wow, một em bé trên cây. Một chị bi màu xanh nha. Wow, một bạn búp bê. Wow, búp bê trên cây hương quá. Rồi, con nhặt vô. Wow, em bé. Wow, em bé nhỏ xíu à. Em bé ở đâu vậy?
Qua em bé đi lạc này Ken ơi. Wow. Ê. Nè em bé đi lạc nè. Wow. Còn một em nữa. Wow. Ôi em bé dễ thương quá. Wow. Rồi bỏ vô giỏ. Wow. Còn bạn trai nữa nè. Wow. Đây có một bạn trai dễ thương quá à. Rồi con nhặt đi lại lên. Wow. Một bé trai dễ thương bị ướt mình hết rồi. Wow. Rồi, còn ở đâu nữa không? Wow. Đây.